Hello cả nhà, hôm nay là chủ nhật cùng mấy anh em ra đá banh. Thì trong thời gian nghỉ chờ vào sân đá tiếp thì trò chuyện với bạn Biên. Bạn Biên là một người gốc Việt mà là một cựu chiến binh của Mỹ. Giờ phỏng vấn hỏi thăm bạn kinh nghiệm ở Mỹ như thế nào, chứ ra kinh nghiệm trần mạc như thế nào. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Mình là tên là Biên, mình đi lính cũng được 6 năm và mình là trung sĩ. Mình deploy qua bên Iraq là được 2 lần làm nhiệm vụ bển. Mình ở bên sư đoàn 82, dù là 82nd Airborne, cái đơn vị cuối cùng của mình đó trước khi mà mình retire. Để họ mới hỏi theo kinh nghiệm của Viên á, thì những bạn trẻ Việt á, mà ở đây á, apply vô quân đội thì nó như thế nào, mà dễ hay khó, mà sức khỏe như thế nào? Thứ nhất là sức khỏe là trên nhất, thứ nhì là cái tuổi tác của mình, và cái thứ ba đó là mình phải qua một cái nó kêu là cái aptitude test á, là nó kêu là ASVAB, là có nghĩa là mình phải đạt tiêu chuẩn thì mình mới được tuyển chọn vô, chứ mình không có phải mình muốn vô là vô. Thứ nhất là mình phải qua cái văn phạm, nó coi kiến thức của mình với lại cái công việc của mình phù hợp với mình để mà mình vô quân đội để mình làm. Rồi cái thứ nhì á là cái sức khỏe là sao, là mình phải đạt đủ tiêu chuẩn là cái chiều cao, tạ người và những mà cái requirement của mà cái physical exam á, là mình kêu là cái môn thể thao của lính á, là mình phải đạt tiêu chuẩn thì mình được vô. Rồi bây giờ hỏi kinh nghiệm của Biên mà đi tác chiến ở Biên ở đừng đi qua Iraq sẽ tham chiến, thì kinh nghiệm của bạn như thế nào, mà có gặp nguy hiểm gì không? Thứ nhất mình đi là mình đi deployment á, là mình đi mấy cái combat environment á, là có nghĩa là mình đi vô mấy cái vùng chiến thuật á, là nó là tùy theo cái đơn vị của mình. Đơn vị của mình á là nó on rotation, nó đi theo đợt, là nhiều khi cái công việc của mình á rồi cái đơn vị mình là cái công việc gì thì mình đi qua mỗi lần như vậy là 9 tháng đi, rồi mình đi 9 tháng xong rồi mình đi về. Mình nó kêu là mình recuperate đó, là có nghĩa là mình nghỉ ngơi một một năm hoặc là 10 tháng thì mình có rotation nữa thì mình phải đi tiếp nữa. Rồi tác chiến như thế nào, ra nguy hiểm không? Iraq mà thời mà ISIS rất là thả bom mà quá trời, sao bạn gặp nguy hiểm như thế nào không? Đi đó thì nói chung á thì đi ra mặt trận thì mình cũng nôn nao xung sao, và mình cũng không biết cái gì nó sẽ xảy ra. Thì mình khi mà mình bước chung qua bản á thì mình rất là lạ với lại cái thứ nhất là cái môi trường, thứ nhì nữa đó là mình phải làm xong cái nhiệm vụ của mình. Khi mà mình ở bên đó khoảng chừng 2-3 tuần rồi đó, rồi tự động cái con người của mình nó tiếp thu với lại cái môi trường, thì mình sẽ quen với lại cái cuộc sống ở bên đó. Thì nói chung là cuộc sống của người lính á, thì nó rất là gian nan, chứ nó không có phải là dễ dàng hoặc là có đúng đúng giờ ăn đúng giờ ngủ. Mà khi mà mình đi deployment như vậy á, thì mình tùy theo cái việc làm của mình. Còn Biên á, Biên là ở bên sư đoàn 82, nó kêu là 82nd Airborne ở bên đó. Thì lúc mà Biên á, là Biên qua bên đó là Biên đóng quân tại Tha và Biên chuyển quân chuyển qua, nói chung là đi đủ thứ chỗ đó, đi qua bên Tha Chi rồi đi nhiệm vụ đi lên Erbil, là nó gần ngay cái biên giới của Syria, là ở ở đó đó thì ISIS nó rất là nhiều. Rồi nói chung là có đi vòng vòng mình làm những cái nhiệm vụ của mình, rất là nguy hiểm. Vậy là bạn có đừng bao giờ chạm trán với ISIS chưa? Nói chung là direct thì có, cũng có mà indirect thì cũng có. Va chạm là tại vì Biên là đô cái nữa ở bên làm, nói chung thì đủ thứ hết á. Nhiều khi nó không có đô gunner hay là crew chief, là mình ở trên trực thăng á. Biên là mà chuyên môn là đi chiếc Black Hawk US-60, rồi mình đi chiếc Chinook, là chiếc Việt Nam mình là chưa có bay hai đầu á, thì đi support mission, và mình nhiều khi mình làm QRF nữa, là có nghĩa là Quick Reaction Force. Thì nói chung á thì đi thì mình va chạm là phải có rồi, thì mình phải bảo vệ đồng đội của mình thôi.
bất chấp thủ đoạn thì mình phải bảo vệ đồng đội mình là trên nhất và cái nhiệm vụ mình là trên nhất. Nếu mà ra tác chiến thì biên kể sơ qua những cái súng nào rồi trang bị như thế nào cho một người lính ở Mỹ. À, theo như một người lính á, mà mình đi tác chiến á, thì ở trên người của mình á, tùy theo cái nhiệm vụ của mình, nói chung là trên người mình là phải có áo giáp body armor, thì đó, và mình có cái nón cối ECH với lại cái body armor của mình, và mình sẽ cầm M4 hoặc là M16. Cái đó là cái căn bản, và mình sẽ có tại lắm là cũng phải có 7 magazine, là 7 cái tép đạn trên người mình. Thì nói chung thì cái dụng cụ của lính mình đi ban đêm nhiều hơn, là cái thời mà mình qua đó là mình không có được đi mission ban ngày, chỉ là ban đêm thôi, thì mình phải có cái night vision, nó kêu là cái night goggle vision đó, là mình phải dùng cái đó thường xuyên thôi. Cái đó nhiều xuyên đêm luôn á. Xuyên đêm thì với lại mình bay ban đêm á, mà mình bay tới một cái địa điểm nào đó thì mình bay bay trực thăng không có bật đèn. Mà là mình dùng tài mà night vision hết. Có bao giờ biên hành quân mà thấy giống như thả dù không? Có chứ, thì mình ở bên cái nói chung là cái công việc của mình làm á là nó là liên quan tới là combat. Mình đi bên siêu đoàn, dù là cái last unit của mình, mà mình cái sư đoàn trước đó nữa đó là First Armored Division, là nó là thiết giáp binh. Thì nói chung là lính dù á, là mình muốn trong lính á, mình muốn đi nó kêu là đi training á, là mình đi airborne, là mình đi nhảy dù để mình lấy điểm, để mình lên chức, để mình được thêm điểm. Rồi cái thứ nhì nữa là mình đi airsoft, như là mình đi đu dây á, ở trên Black Hawk mình đu xuống á, là mấy cái đó là nó chỉ là hỗ trợ cho mình, và nó cho mình thêm những cái training mà để mà mình đi tác chiến và mình đi theo công việc của mình. Trong nhóm của và chúng những người mà trong cái đội của biên á, thế mà ra tác chiến vậy là có ai bị mất mạng trên xa trường không? Chấn thương mất mạng á, đồng minh thì có, còn ở trong cũng cảm ơn trời là ở trong đơn vị của biên á là chỉ chấn thương thôi, chứ không có ai thiệt mạng hết. Như là bị cục tay, cục chân, hoặc là bị shrapnel thì có, bị biển á, biển á thì có. Bản thân biên thì có sao, đi về đó bị chấn thương gì không? Biên thì bị chấn thương 4 lần. Cũng mổ 4 lần, cũng trời thương mình rồi, cũng còn ở đây và mình cũng còn hoạt động được là hay lắm rồi. Một trong những mà các bạn trẻ việc quan tâm đó là cái benefit mà vào quân đội á, là biên có thể chia sẻ chút, là những người mà vào quân đội mà đặc biệt mà đi những cái ra những nơi nguy hiểm gì, là có những cái benefit nào để mình liều mình để mình đi ra những khu đó không? Có benefit á, là mình đi vô lính á, nó có hai dạng. Nếu mà mình đi bộ binh á là nó có dự bị và active. Nó kêu là reserve và active. Active là mình đi trực tiếp 24/24, là mình on call luôn á, mình ở trên bí, sẽ là mình đóng quân ở đâu 2 năm là mình ở đó, thì mình tới khi mà mình đổi đơn vị thôi. Là mình được active á, là mình được full benefit, mình có vợ con á, thì nó đi theo chức của mình. Ví dụ mình vô là binh nhất, binh nhì, Việt Nam mình kêu là binh nhất, binh nhì, nó kêu là private first class, second class. Thì mình vô mà mình có vợ có con á, thì lính nó cũng vẫn trả tiền nhà cho mình, nó kêu là cái tiền VAH á, thì nó coi theo cái zip code của mình á, để mà nó cho mình cái tiền mà sinh sống. Rồi cộng thêm tiền nhà, vợ con ở mà đó, có nhà ở không? Đó, có nhà ở là giờ cộng thêm cái tiền lương của mình á. Tiền lương của mình á, nó theo chức của mình. Chức của mình đâu thì chức của mình cao tới đâu, ví dụ Y1, Y2, Y3, Y4. Còn mình vô sĩ quan á thì chức lúc nào nó cũng cao hơn là bộ binh, là enlisted á. Trung sĩ hết á. Thì nếu mà có mình đủ khả năng, mình ở ngoài đây mình đi college 4 năm á, mình lấy cái bằng bachelor á, mình đi vô sĩ quan thì nó hay hơn. Rồi cảm ơn biên đã bắt đầu phỏng vấn tiếp. Ok, tiếp theo câu chuyện về benefit vào quân đội, anh biên nói tiếp đi. Rồi, biên.
hồi nãy là mình nói tới cái tiền quyền lợi mà của trả tiền nhà cho lính á. Nếu mà mình độc thân á thì mình ở trong barrack và mà ở trong cái nhà của lính, là mấy người single, mấy người độc thân á, là mình ở trong đó thì lính á nó trừ tiền thẳng luôn, là mình không có cần lo tiền nhà nữa. Bây giờ cái tiền ăn á, một ngày ba bữa, mình vô đi phát mình ăn là mình vô chỗ cafeteria, chỗ mà ăn, chỗ mà mình không biết nói tiếng Việt Nam sao, mà chỗ của lính ăn á, là cabin đó hả? Đó, giống vậy đó. Mình vô đó mình ăn thì một ngày ba bữa thì lính nó lo chỗ ở, lính nó lo cho độc thân. Rồi tiền lương thì cũng dẫn vô hàng tháng, nó chuyển thẳng vô nhà băng mình thôi. Rồi một năm á, độc thân và không độc thân á, thì bất cứ lính lính nào cũng vậy đó, là được cái tiền, cái tiền mà nó kêu là cái tiền quần áo á, nó cho mình để mình mua uniform. Mình không nhớ là bao nhiêu nữa, mà khoảng chừng 400 á. Rồi cái tiền cola cho gia đình này nọ đó đó. Còn ra mà những cái người mà sau khi mình xuất ngũ có lợi, có benefit về xuất ngũ, về đi học trở lại, những có những cái benefit để đi học ha. Rồi có những người mà muốn thẻ xanh á, thẻ xanh chủ tịch nhanh đó, cũng vô là thẻ nhanh đó, đúng không? Đúng. Bây giờ để mình trích đoạn đi ha. Bây giờ mình nói cái khúc benefit và trong lính và ngoài lính. Hồi nãy mình nói trong lính. Trong lính á thì mình đang active á, mình đang hoạt động á, thì mình đi học được free, là nó kêu là cái tuition á. Tuition assistant, nó kêu TA á, là mình cũng như mình vừa trong lính, mình học và mình vừa đi học thêm, thì mình không cần dùng cái GI Bill của mình. Là cái đó là mình nói cái vụ GI Bill á, nó có chapter 31 và 33. Và mình cho bản thân của mình á, để khi mà sau khi mình ra khỏi lính, và trong khi mình đang ở trong lính mình vẫn cũng dùng được, nhưng mà ít ai dùng lắm. Người ta chờ ra lính xong người ta dùng cái tiền đó để người ta đi học thêm, để người ta có tiền mà tiền nhà, là cái tiền là BH á, nó trả cho tiền nhà của mình. Rồi nó coi theo cái zip code nó trả cho mình. Rồi mình nói tiếp là theo cái healthcare đi. Healthcare đó là mình active á, là mình, cái này là mình chỉ nói là lính hoạt động thôi nha, chứ mình không có gành về dự bị, tại mình không có đi dự bị. Thì bảo hiểm cho gia đình là cũng như là healthcare, dental, vision là nó cover 100% luôn, không có copay. Là cái đó là cho lính hoạt động. Rồi khi mà mình ra lính thì nó có cái chương trình đó là ACAP, là mình xuất ngũ, là mình đi trước khi mình ra đó là mình phải là ký giấy tờ, mình trả đồ equipment lại. Rồi mình cái khi mà mình ký giấy tờ xong á, mình ra đó là mình transition, là mình đổi từ người lính cho tới thành một người dân thường. Thì nó có cái chương trình là nó hướng dẫn cho mình hết, là mình ra mình dùng được cái GI Bill của mình, nếu mà mình muốn đi học dùng được GI Bill mình được 36 tháng. Còn nếu mà mình xài gần hết 36 tháng á thì mình đổi qua là nó kêu là Rock Rehab. Là nó kêu là vocational rehabilitation đó. Là mình có cái chương trình đó, là mình học về môn gì đó, mình cần thêm mấy tháng nữa là mình ra trường á, mà cái GI Bill mình hết á thì nó cho mình thêm được một năm, hoặc là mình học xong cái môn đó. Nó rất là có quyền lợi. Rồi bây giờ mình nói thêm quốc tịch đi. Quốc tịch những người mà có thẻ xanh qua đây hộ pháp có thẻ xanh, thì mình đạt được những cái tiêu chuẩn mà đi lính á, thì mình nộp đơn vô, thì khi mà mình được vô lính á thì mình gần ra khỏi quân trường á, nên là mình nói là bộ binh nha, mình nói là army thôi, mình không biết là những cái binh chủng khác. Là khi mà mình vô gần sắp mà mình ra trường quân đội, là nó kêu là basic camp training á, mình sắp ra thì á mình được dẫn đi tiền thể đi vô quốc tịch, thì nó có cái đường đó là nó kêu là expedite đó cho những người mà lính. Rất là lẹ. Mình chuẩn bị trong quân trường là khoảng chừng 2 tháng rưỡi. Là như vậy. Thì nếu mà mình có quốc tịch rồi, sau này muốn bảo lãnh ba mẹ mình đó, thì nó cũng bình thường thôi, chứ không có gì là lẻ đó. Câu cuối cùng nghe, nếu mà Biên có lời khuyên gì là có các bạn trẻ gốc Việt nên là mình có hướng vào lính hay không? Nếu như mình á, mình những mà mấy em mà trẻ mới lớn 18, 19, 20, nếu mà muốn có một cái đạo đức tác phong và một cái sự mà căn bản cho bản thân mình á, và có một cái tương lai, thì mình nên đi lính. Thì đi lính thì không phải là đi lính nào cũng tác chiến hết á. Mình đi có thể mình đi là bộ binh. Bộ binh thì nó chia ra nhiều lắm, nó chỉ có khoảng chừng 10%, 15% là tác chiến thôi, còn bao nhiêu là trợ lực hết. Nó có nhiều cái công việc để cho mình chọn.
tùy theo cái môn mà mình lấy cái test á, mà cái điểm mình cao thì mình có nhiều cái option hơn. Rồi mà nếu như mà mình đi Navy, đi hải quân thì nó rất là sướng, nó không có tác chiến, nó chỉ là đi trợ lực thôi, đi làm việc thôi. Rồi tác chiến là thường thường là sĩ quân lục chiến, bộ binh là nó kêu là 11 Bravo, và những cái binh chuẩn mà đi tác chiến thì nó rất là còn mà trợ lực rất là nhiều. Thì nên cha mẹ nên khuyên con mình đi lính được thì cứ đi, để cho nó có một cái sự mà trân trọng của cuộc đời sau này mà khi em nó xuất ngũ. Rồi cảm ơn anh Viên cuộc chia sẻ hôm nay nha. Rồi.